Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, đức tin không phải là ánh sáng để có thể xua tan hết những bóng đêm trong cuộc đời của các bạn, nhưng đức tin là ngọn đèn chiếu rải ánh sáng trên từng bước chân của bạn trên con đường theo Đức Giêsu, và đủ cho bạn đi cả cuộc hành trình. Đó là lời Đức Thánh Cha Phanxicô định nghĩa về đức tin. Ngài nói rằng mùa chay là thời gian để chúng ta canh tân đức tin, đức cậy và đức mến. Trong lá thư mùa chay năm nay, Ngài nhắc chúng ta điểm căn bản đó. Và trong 3 ngày tĩnh tâm này, đặc biệt là chúng ta đang ở trong cao điểm của phụng vụ tuần thánh, tôi muốn mời anh chị em chúng ta đi vào cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha. Chúng ta canh tân đức tin, đức cậy, đức mến trong một tâm tình thờ phượng gắn bó với Chúa Giêsu của tuần thánh. Đức Thánh Cha chọn cho chúng ta một cái chủ đề, Ngài lấy từ trong Tin Mừng Matthew chương 20 câu 18. Đó là lời Đức Giêsu Kitô nói với toàn thể hội thánh, cách riêng là nói với 12 vị tông đồ: "Nào chúng ta cùng lên Jerusalem." Và quả thật, nếu lời đó mà nói với anh chị em ngay giây phút này thì anh chị em có thể nói với Chúa rằng: "Chúa ơi, con đang ở ngay Jerusalem rồi, bởi vì ngày hôm qua lễ lá anh chị em đã tiến vào Jerusalem với Chúa của mình." Nhưng mà Đức Thánh Cha muốn nói với chúng ta ở đây, cái cuộc hành trình nào chúng ta cùng tiến lên Jerusalem đó không phải là một không gian thời gian nào đó quy định, nhưng nó là một cuộc hành trình liên tục mỗi ngày. Và Jerusalem mà chúng ta muốn hướng đến là Jerusalem trên trời. Và trong cái cuộc hành trình đó, chúng ta không có đi một mình, mình đi với Chúa của mình đi với nhau. Vậy thì khi mình đi với Chúa đó, thì cái tương quan căn bản của mình với Ngài là gì? Thì giáo lý của chúng ta gọi là có ba nhân đức đối thần. Đó là đức tin, đức cậy, đức mến. Chúng ta phải làm cho ba cái nhân đức đối thần đó một cách mạnh mẽ. Nói một cách khác, tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô trong cái cuộc hành trình này phải thật sự là gắn bó, thâm thiết, chặt chẽ. Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha mời chúng ta. Và sở dĩ mà Ngài nói đến cái khái niệm Jerusalem và một cách can đảm nào cùng tiến lên Jerusalem, thưa là bởi vì, thưa anh chị em, một năm vừa qua thế giới đối diện với biết bao nhiêu sợ hãi, và kinh hoàng nhất là bệnh dịch, là cái chết. Cho nên chúng ta không có đi một mình, chúng ta đi với Chúa, chúng ta đi với nhau. Nhưng mà đi với Chúa thì đi như thế nào, đi với nhau thì đi như thế nào? Đó là điều mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Nếu hiểu đức tin, thưa anh chị em, là một ngọn đèn cháy sáng, mà cái ánh sáng đó chiếu rải trên từng bước chân của anh chị em đi đó, thì một cách hình ảnh chúng ta có thể nói như thế này: canh tân đức tin là gì? Thưa, rất đơn giản, là anh chị em phải thắp đèn, coi có cái cây đèn của mình đó nó có đang cháy hay không, hay là nó đã tắt từ lâu lắm rồi. Và không chỉ nó tắt từ lâu lắm rồi mà anh chị em để nó cái chỗ nào anh chị em không biết luôn đó. Có thể cái góc nào đó, có thể trong cái thùng nào đó, có thể ở dưới gầm giường. Cho nên canh tân là gì? Đi tìm xem coi cái đèn của mình nó ở đâu. Thứ hai, nó còn dầu không? Và thứ ba, nó có đang cháy hay không? Cho nên Đức Thánh Cha mới nói rằng canh tân đức tin là bạn hãy đón nhận sự thật và làm chứng cho sự thật. Và sự thật ở đây là gì? Đức Thánh Cha định nghĩa đó chính là cái tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại này, là cái lửa tình yêu đó.
mà Chúa Cha dành cho nhân loại này trong Đức Giêsu Kitô. Cho nên đón nhận sự thật ở đây là đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, đón nhận Chúa Giêsu Kitô mà trong cái thánh vịnh đáp ca anh chị em lúc này hát đó, Ngài là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Hãy để cho cái nguồn ánh sáng đó, cái ơn cứu độ đó bừng cháy một lần nữa nơi cuộc đời của anh chị em. Một hình tượng rất đẹp, đêm vọng phục sinh nào cũng vậy, anh chị em còn nhớ. Cả nhà thờ, cả sân nhà thờ chìm ở trong bóng đêm. Và kìa, nguồn ánh sáng, nguồn ơn cứu độ xuất hiện. Ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em bái thờ. Anh chị em chúc tụng, anh chị em tung hô. Anh chị em và các bạn sau đó làm gì nữa? Chúng ta thắp đèn. Và lạ lắm, trong cái thắp đèn đó, cái nến này lấy ánh sáng từ Chúa Giêsu Kitô là nến phục sinh đó, bắt đầu lan từ cái nến của người này sang cái nến của người kia. Và kìa, cả nhà thờ rực sáng. Và đó chúng ta gọi là canh tân đức tin đó. Cho nên Đức Thánh Cha mới nói đức tin là một tương quan. Đức tin không phải là những tín điều đơn thuần tôi nhớ tôi giữ, mà đức tin là một tương quan. Tương quan với ai? Thưa, tương quan với Chúa Giêsu. Nói một cách căn bản, nếu tôi tin vào Chúa Giêsu thì lời của Ngài, chính Ngài có rực cháy trong cuộc đời, trong lời nói, trong hành động, trong tâm hồn của tôi không? Mùa cháy này tôi có giảng cho một nhóm các bạn trẻ. Thì trong cái giờ giải lao đó thì có một bạn hỏi tôi như thế này: cha, làm sao để mình có thể tin một người? Tôi mới hỏi ý bạn là sao? Thưa cha, đó là mình nhìn cái người này, mình thấy cái người này tin được đó, và mình bắt đầu tương quan. Tôi mới trả lời rằng nhiều yếu tố lắm bạn ơi. Nào là phải có kinh nghiệm này trong tương quan, phải có hiểu biết, phải có kiến thức. Và mỗi một con người mình Chúa lại cho có cái trực giác nữa. Nhưng mà bấy nhiêu đó cũng chưa có đủ đâu, chưa có đủ để xác định rằng cái người này là đáng tin đâu. Nhiều khi mình rất là chắc chắn đó, nhưng mà với thời gian thì con người có thể thay đổi. Thế là cái người bạn mà đứng bên cạnh cái anh này mà nói: cha ơi, nó vừa mới bị một vố, người ta mất cả chì lẫn chài, nó mất luôn thuyền, ba lô và dép luôn. Tôi hỏi là sao? Nó thương một cô và nó gom hết tiền bạc, nó hùng hạp, nó làm ăn, và cô ta đi với một người khác mà sao lại mất dép? Một buổi chiều kia con đang chở nó đi, nó thấy cái cô đó với cái anh kia, nó bắt con rượt theo, con rượt một hồi, con ngã xuống, nó nhào xuống, bắt đầu nó chạy bộ, nó quăng dép, cuối cùng nó cũng không rượt được. Quay lại tìm, mất hết chiếc dép, tìm hoài không ra cái chiếc thứ hai. Cái bạn mà hỏi tôi câu hỏi mới nói với tôi như thế này: cha ơi, chắc con không bao giờ dám tin ai nữa. Tôi nói với bạn ấy: không, bạn không có nói như vậy được. Bạn nói như vậy thì đồng nghĩa là bạn chết rồi đó. Bạn nói rằng con không bao giờ dám tin ai nữa có nghĩa là bạn chết rồi đó. Không có được. Sống mình phải có tương quan. Nhưng mà tôi chỉ cho bạn một người, một người mà bạn có thể tin, một người mà bạn có thể đặt hết mạng sống của bạn. Đó là Chúa Giêsu. Bạn hãy làm tất cả mọi việc, mọi sự trong mọi tương quan với Chúa Giêsu. Nói một cách khác, bạn hãy đặt Ngài vào. Nhưng mà làm sao mà đặt cha? Bạn tin như thế này: thứ nhất, bạn cầu nguyện. Làm gì bạn cũng cầu nguyện. Và trong mọi mối tương quan, bạn hãy xin Chúa chúc lành. Và bạn hãy mở lòng ra, đừng sợ đối với tất cả mọi người. Và hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Nhớ, trong khả năng nha. Cho nên thứ nhất, không có mượn nợ giùm người ta.
sinh viên mà, thưa các bạn phải chỉ kỹ lắm. Nổi trí anh hùng lên là đi mượn tiền giùm á. Thứ nhất, không có mượn nợ giùm cho người ta. Thứ hai, đừng làm việc gì thỏa hiệp với sự dữ và sự tội. Thứ ba, đừng làm điều gì hại cho người khác. Bạn hãy mở ra và bạn hãy can đảm với Chúa Giêsu. Bạn đừng sợ, Chúa sẽ thánh hóa. Thưa anh chị em, đó không phải là một kinh nghiệm hiếm hoi. Đó là một kinh nghiệm mà một cách nào đó trong cuộc sống của anh chị em và tôi, có những lúc chúng ta thốt lên như thế: tôi không còn tin vào ai nữa. Và thậm chí chúng ta có thể nói luôn rằng tôi không còn tin vào Chúa nữa. Bởi vì Chúa ở đâu khi mà sự việc đó xảy ra, và tại sao Chúa để nó xảy ra, và con lại phải khốn khổ như thế này. Không chỉ là một vài đồng tiền, mà cả trái tim của con cũng tan nát luôn. Cho nên Đức Thánh Cha trong cái thông điệp tất cả là anh em đó, Ngài nói đến một cái chủ thuyết mà rất là nguy cơ mà người trẻ ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang phải đối diện. Đó là gì? Đó là chủ thuyết phá đổ mọi cấu trúc. Đừng dựa trên bất một cứ một cái cấu trúc nào, bởi vì mọi cấu trúc đều tạm bợ. Cấu trúc đó là xã hội, là gia đình. Đừng dựa trên bất cứ một cái kinh nghiệm nào, cho dầu đó là kinh nghiệm của bố mẹ, ông bà, anh chị em hay bạn hữu, đừng dựa vào. Bởi vì sao? Bởi vì mọi sự đều có thể thay đổi. Bạn hãy hóa tất cả trở thành bình địa, trở thành ground zero. Và bạn hãy đứng trên đôi chân của bạn, bạn hãy đứng trên kinh nghiệm của bạn, bạn xây dựng cuộc đời của bạn, và không cần ai hết. Nghe thì rất là bản lĩnh, nghe thì rất là thuyết phục đó, rất là anh hùng đó, và đánh ngay vào cái tâm lý đó của người trẻ. Nhưng mà nguy cơ lắm, thưa anh chị em. Nguy cơ là gì? Chúng ta không có một mình. Và này, bao nhiêu lời mời gọi, dụ dỗ ngọt ngào, bao nhiêu viễn cảnh tuyệt vời được vẽ ra, và tôi lại đi không phải trên cái nền ground zero mà tôi phá, mà tôi sẽ sụp. Bắt đầu là ổ gà, sau đó chuyển sang ổ voi, sau đó chuyển sang ổ khủng long luôn, thưa anh chị em. Và chúng ta bị dùi vào trong đó. Nhưng mà đâu chỉ dừng lại ở vậy, thưa anh chị em. Đức Thánh Cha còn nói gì? Cái động từ của cái chủ thuyết đó là gì? Khi mà hô hào như thế thì nó có cho chúng ta một hướng dẫn, nó có cho chúng ta một động từ mà chúng ta sử dụng được đó. Đó là gì? Đó là một lối sống đồng tiền hóa, tiền tệ hóa. Ở trong tiếng Anh người ta gọi là monetization. Có nghĩa là monetize hết tất cả những gì mà chúng ta thấy, đồ vật và ngay cả con người. Một khuôn mặt tiêu biểu trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất. Giuđa nhìn và thấy ngay đó là 300 đồng tiền. Ông không thấy đó là tình thương, ông không thấy đó là tình yêu. Ông thấy và ông hóa giá ngay lập tức là 300. Đồng nghĩa là lương của một năm. Để rồi sau đó ông cũng hóa giá luôn Chúa của mình chỉ có 30 đồng. Có nghĩa là tiền lương của một tháng. Cho nên anh chị em nhìn coi, trong cái lối sống, trong cái quan niệm của mình, mình làm cái gì cũng vậy. Nhìn không thấy chiếc xe đó đẹp, chỉ thấy bao nhiêu tiền. Nhìn không thấy bộ quần áo đó đẹp, chỉ thấy bao nhiêu tiền. Nhìn không có thấy nghệ thuật của chiếc nhà, chỉ thấy bao nhiêu tiền. Đi ra ngoài đường nhìn cái cây, chỉ thấy tiền, cho nên chặt cây. Nhìn thấy cái chậu, thấy tiền, cho nên ăn cắp chậu. Nhìn cái xe, thấy tiền, ăn cắp xe.
và chúng ta thấy nó tràn lan trong cái xã hội của mình. Cái gì người ta cũng hóa giá thành tiền hết. Và tiền đó là tiền của tôi. Cho nên tiền mà anh không biết giữ, anh để ở ngoài sân, tôi đi ngang, tôi mang về. Tiền mà anh rớt ở ngoài đường, tôi đi ngang, tôi lượm về. Tiền mà anh để ở cái góc nào đó, anh không biết giữ, tôi đi ngang, tôi mang về. Tiền anh để trong nhà, tôi mở cửa, tôi cũng lấy về luôn. Cho nên chúng ta thấy con người trở thành kẻ tham lam. Chúng ta sống trong một bối cảnh như thế, chúng ta canh tân đức tin như thế nào? Chúng ta lại gặp ba khuôn mặt rất tuyệt vời trong bài tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em. Khuôn mặt thứ nhất đó là cô Marta. Và cái động từ là gì? Hầu bàn. Hầu bàn có nghĩa là người phục vụ. Cho nên cái đức tin mà Marta cho chúng ta thấy là một đức tin phục vụ. Có nghĩa là cô ta cùng với Chúa Giêsu Kitô đi vào chính cái hành động phục vụ của Ngài. Ta đến không phải là để được phục vụ, ta đến là để phục vụ, và phục vụ cho đến nỗi không chỉ là bỏ công bỏ sức mà sẵn sàng thí mạng luôn. Và chúng ta đọc cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, anh chị em sẽ thấy Chúa của mình không có nghỉ ngơi, hết chăm sóc người đuôi mù què hoặc chữa lành họ, rồi trừ quỷ, rồi nuôi cho họ ăn 3.000, 5.000. Mệt quá thầy trò đi tìm nơi nào đó nghỉ ngơi, vừa mới tới nơi chưa đặt lưng nằm xuống thì dân chúng đã kéo đến đầy, và Chúa Giêsu lại tiếp tục. Cho nên cuộc đời của Ngài, một trong những cái hành động mà cụ thể nhất, thấy rõ nhất là phục vụ, là một sự cho đi và cho đi sức lực của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Một đức tin phục vụ. Một khuôn mặt thứ hai mà chúng ta bắt gặp đó, thưa anh chị em, đó là khuôn mặt của Lazaro. Và chúng ta thấy Lazaro xuất hiện trong bài tin mừng ngày hôm nay có một động từ dành cho ông, đó là đồng bàn. Và cái chữ bàn ăn ở đây, cái bữa ăn ở đây, hay chúng ta gọi là bữa tiệc trong ngôn ngữ mà Gioan dùng, có nghĩa là supper. Dùng đúng cái từ đó cho cái bữa tiệc ly. Và trong truyền thống của Gioan là chỉ về bàn tiệc thánh thể. Cho nên nếu anh chị em đi theo Chúa Giêsu Kitô đâu, chúng ta phục vụ anh chị em của mình khắp nơi, nhưng cũng có những giây phút chúng ta đồng bàn với Ngài. Cho nên chi tiết rất là hay khi nói đến Lazaro là một trong những kẻ cùng đồng bàn với Đức Giêsu Kitô. Cho nên không phải là một mình Lazaro mà rất rất nhiều người được cùng đồng bàn với Ngài. Nhiều khi tôi cảm thấy hơi buồn tí khi mà biết một bạn trẻ rất là năng động, nhiệt thành trong mọi công việc phục vụ, nhưng mà không có đi xưng tội, không có đi rước lễ. Tới cái lúc mà mọi người lên rước lễ, mình không lên. Lý do khi mà tôi hỏi, cha, xưng rồi nó cũng bị lại à, con có một cái tật xấu, cho nên thôi, để chừng nào bỏ được rồi, rồi xưng tội rồi rước lễ luôn. Không, chúng ta phải đi đến bàn ăn với Ngài. Bởi vì chính nơi đây, thưa anh chị em nghe lời của Ngài. Chúng ta được nuôi dưỡng, mỗi lần anh chị em đến đây là anh chị em được nuôi dưỡng đức tin đó. Đức tin đó được nuôi dưỡng bởi lời, đức tin đó được nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể, đức tin đó được nuôi dưỡng bởi chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài là bánh hằng sống, là bánh được bẻ ra với lời và thánh thể. Một khuôn mặt thứ ba dạy cho chúng ta canh tân rất tuyệt vời, đó là Maria. Và tôi gọi đức tin của chị là đức tin tỏa hương. Một đức tin mà ai cũng có thể ngửi được, một đức tin mà có thể nói là tuyên xưng một cách giống dạc, và cái hương thơm đó tràn ngập cả nhà. Nhưng mà để được như vậy, thưa anh chị em, cô Maria này
phải đi vào cái tâm hồn của Chúa Giêsu. Cô đi vào như thế nào? Cô không dừng lại ở việc phục vụ, cô không dừng lại ở việc đồng bàn, mà cô còn đi vào một tâm hồn với Chúa Giêsu. Có thể nói là tâm hồn của Chúa Giêsu Kitô được khắc họa hoàn toàn nơi tâm hồn và trái tim của cô. Như thế nào? Tin mừng Gioan cho chúng ta một vài chi tiết rất độc đáo. Cô lấy một cân dầu thơm cam tùng. Một cân có nghĩa là một ký đó thưa anh chị em. Và đây không phải là bột đâu, mà là tinh dầu. Và chúng ta có thể nói một cân tương đương với một lít. Mà ngày xưa đó thưa anh chị em, khi mà cái tinh dầu đó để có thể chiết ra rất là khó và vô cùng quý. Cho nên chỉ cần một vài giọt thôi thưa anh chị em nhỏ trên tay, nhỏ trên chân là nó rực thơm cả nhà. Cần gì mà phải đổ cả lít dầu, tinh dầu thơm, mà chỉ rửa chân Chúa Giêsu thôi. Phung phí. Có cần dùng cho tới một cân không? Anh chị em quý gì thì quý, anh chị em lấy 100 gram thôi là đã nhiều lắm rồi đó. Là cái chân đã mướt dầu rồi đó. Đằng này cô ta đổ ao một cái, chúng ta tạm gọi là một lít dầu, tràn cái chân Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy Gioan muốn nói gì? Một đức tin phung phí. Tất cả những gì con có còn phung phí hết cho Chúa. Đây là tất cả tài sản của con còn phung phí hết cho Chúa. Và chỉ để rửa chân cho Chúa thôi. Một đức tin phung phí. Điều mà chàng thanh niên kia không làm được khi mà Chúa nói rằng bán hết tất cả mọi sự đi và theo ta. Anh ta không làm được. Bởi vì đối với anh ta tài sản nhiều quá. Còn đối với cô Maria này, gia đình đâu có giàu có gì thưa anh chị em. Cho nên gom góp hết tiền bạc của mình, và tôi đoán là như vậy. Bởi vì để dành được cả năm tiền, nhiều lắm, và mua hết, và xài một lần, xài phung phí. Ngôn ngữ bạn trẻ mình gọi là chơi lớn đó, mà chỗ này mình phải nói là chơi cực lớn luôn. Để chị rửa chân cho Ngài. Nhưng mà Gioan lại cho chúng ta hai tính từ rất hay. Dầu thơm cam tùng. Thứ nhất, nguyên chất pistikos, nguyên chất tinh tuyền trong tiếng Hy Lạp cũng đồng nghĩa là trung tín. Một đức tin trung tín, tinh tuyền, không bợn nhơ, không thỏa hiệp với sự tội, không thỏa hiệp với sự dữ. Đức tin đó đó, tin rồng, trung thành đến Chúa, và chỉ có một mình Chúa thôi. Chỉ có lời Ngài thôi, chỉ có huấn giáo huấn của Ngài thôi, chỉ có lề luật của Ngài thôi, chỉ có Ngài thôi. Và đây chúng ta gọi là trung tín, đây chúng ta gọi là đón nhận sự thật. Chưa hết, một chi tiết thứ hai với tính từ quý giá. Có nghĩa là gì? Không so sánh được. Cho nên cái đức tin của cái cô Maria này là một đức tin phung phí, một đức tin tinh tuyền, không hề giận bơ bởi bất cứ một thứ tội lỗi nào, một đức tin vô cùng quý giá. Và cô đổ hết đức tin đó để tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là vua. Và hành động là gì? Cô lau chân Ngài bằng tóc của mình. Cô là người nữ tỳ, cô là người tôi tớ, và muốn nói với Chúa rằng Chúa là Chúa của con, Chúa là vua của con chỉ là một tỳ nữ thôi, và chân của Chúa con chỉ dám chạm tới đây thôi, không dám đổ dầu thơm ở trên đầu, mà chỉ dưới chân Chúa thôi. Và con xin dùng mái tóc của con, tuổi xuân của con, cuộc đời của con, tình yêu của con, để chỉ lau chân Chúa thôi.
vì con biết ơn Chúa. Chúa đã lôi em của con từ cõi chết sống lại vì con yêu Chúa hơn mạng sống mình. Đấy, canh tân đức tin đó, đó thưa anh chị em. Và bởi vì thế mà cả nhà, và nhà ở đây đó là hình ảnh của hội thánh, rực mùi hương. Chỗ nào cho chúng ta thấy rằng cô giống Chúa Giê-xu? Anh chị em nghe bài đọc 1 rất hay, Isaiah: đây là người tôi trung ta tuyển chọn, ta yêu mến hết lòng, ta cho thần khí của ta ngự trên nó. Nếu cô xưng mình là nữ tỳ, và nơi cô có một gọi là một cái ngọn đèn và cháy sáng một cách rực rỡ, cái lòng tin của cô và là một lòng tin phung phí, thì cô đang đối diện với đấng nào? Thưa, đấng đó là người tôi trung của Thiên Chúa, người tôi tớ của tất cả mọi tôi tớ, là người trung tín cho đến cùng, trung tín cho đến nỗi mà Chúa muốn người mang nơi mình tất cả tội lỗi của anh chị em của mình. Chúa muốn người phải chết cho anh chị em của mình, thì người cũng bằng lòng chết, và là một cái chết nhục nhã trên cái thập giá. Cho nên cái điểm gần nhất của Maria là gì? Là cô mang lấy cái tâm hồn người tôi trung của chính Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu Kitô mà cô đối diện đó, thì toàn bộ hữu thể của Ngài, toàn bộ con người của Ngài là tôi trung. Ngài người tôi tớ hết sức trung thành đối với Thiên Chúa là Cha. Khi mà Ngài cầu nguyện rằng lấy Cha, Cha đã ban cho con một thân thể này, con đến để thi hành thánh ý Cha. Và nơi đó chúng ta thấy gì? Nơi đó không chỉ là hương thơm sực mùi, mà là cái hương thơm của ơn cứu độ đó, nó lan tỏa cho toàn thế giới. Và không chỉ thế mà nó thấm vào từng hữu thể con người. Không chỉ thế mà còn nâng tất cả nhân loại này, thần hóa tất cả nhân loại này, đưa về cho Thiên Chúa là Cha. Cho nên anh chị em thấy Maria giống Chúa Giê-xu, giống Chúa Giê-xu ở cái chiều sâu nhất của tâm hồn. Cho nên canh tân đức tin không chỉ bằng việc phục vụ của mình, không chỉ tham dự thánh lễ, không chỉ đón nhận bí tích, không chỉ lắng nghe lời Chúa, mà tâm hồn của anh chị em và tôi, chúng ta phải trở nên đồng hình, đồng dạng. Nói một cách khác, anh em hãy mang lấy tâm tình của chính Chúa Giê-xu. Cũng trong cái đợt giảng tịnh tâm cho các bạn trẻ, một chị dắt đến hai đứa em giới thiệu với tôi: cha, hai đứa em trai của con, cha cầu nguyện cho chúng con. Chúng con đang có một cái dự án. Công việc lúc đầu của con đó thưa cha, đó là con buôn bán hàng, gọi là hàng cao cấp. Nhưng mà cái cách của con đó thì nó không có được thật lắm. Đó là con mua hàng thật nhưng mà hàng lỗi đó cha, hàng hiệu, hàng thật nhưng mà hàng lỗi. Thường những cái hàng này là người ta phải hủy, nhưng mà con móc nối được, cho nên người ta bán cho con cái giá cũng rẻ lắm. Chúa ban cho con cái tài, đó là con có khả năng sửa chỉnh rất tốt, cho nên nó lỗi kiểu nào con cũng sửa được hết. Cha có biết không, một cái hộp nút mà nó chỉ xước một chút thôi, và nó là hộp nút mạ vàng, con sẵn sàng con bỏ tiền ra con mạ vàng. Cho nên khi con bán là con bán đúng hàng thật, hoàn chỉnh, cho nên giá rất cao. Con hùng với bạn của con, và bạn con không biết đâu, bạn con cứ tưởng con mua hàng xịn không à, mà được giảm giá, nhưng không. Cho nên con lấy với bạn của con là gấp 3 đó cha. Con bán thêm gấp 3 nữa, con lời gấp 6 lần. Tưởng là ngon, làm được vài năm, hơi cực một chút cha, nhưng mà rất lời. Một ngày đẹp trời, hai cái thằng này, chỉ hai cái đứa đứng bên cạnh, nó vào nó ăn cắp cái tiệm của con. Nó phá cửa, nó lấy.
nhưng mà có camera mà cha, cho nên sau đó bắt được. Bắt được thì đưa lên trên công an thì tính ra là 275 triệu phải đền. Hai cái thằng nhóc này lúc đó mới có 14, 15 tuổi thôi, tiền đâu nó đền, nó ham chơi game với là hút sách. Thế là nó quỳ xuống trước mặt hai đứa con, nó xin và nó nói là cho nó làm cái gì cũng được, nó sẵn sàng, nó làm không lương, miễn là đừng có nói với gia đình và nó không có tiền. Cô bạn của con nói, mày không có tiền, đi tù. Bây giờ làm như thế nào? Con không dám nói với bạn con thật là tính ra thật sự không tới 200 triệu đâu. Nó là đồ mà con chỉnh lại, cho nên cái giá nó chừng vài chục triệu à. Nhưng mà cái giá bán mà cộng ra là như vậy. Nhưng mà con không dám nói với bạn con, bởi vì nói với bạn con là nó quýnh con chết, thế là nó lấy tiền lại nữa. Con về con suy nghĩ hoài, bây giờ không biết phải làm sao. 275 triệu phải đưa nha, đưa ra để rồi điều chỉnh lại cái tiệm của mình. Con nhớ đến một câu lời Chúa, không biết con nghe ở đâu, ác giả ác báo. Con nói mình gian dối quá cho mình gặp hai cái thằng ăn trộm, mà bây giờ mình để cho nó đi tù là mình còn gian ác nữa. Cho nên con cứ cắn rứt hoài, cuối cùng con cầm 270 triệu, con đưa cho hai cái thằng đó. Con nói hai em đưa cho công an đi, trả lại cho bọn chị. Hai cái thằng đó ngay lập tức nó quỳ xuống, nó lại con, nó xin nhận con làm chị luôn. Kể từ đó tụi con gắn bó với nhau, con giúp nó. Bây giờ nó bỏ game rồi cha, nó bỏ thuốc rồi cha, con cũng không còn làm buôn bán nữa. Tụi con đang có một cái dự án, đó là biến việc học ngoại ngữ trở thành trò chơi. Bởi vì cái việc học ngoại ngữ nó có những cái cấu trúc rất là giống game. Thứ nhất là lặp lại, thứ hai là nó có những cái cấu trúc được lặp đi lặp lại. Cho nên học ngoại ngữ là vậy đó cha, mà game nó cũng vậy. Cho nên tụi nhỏ này nó đang viết cái chương trình đó, cha cầu nguyện cho tụi con. Lúc đó tôi mới cười và nói, hay ha, kẻ cắp gặp bà già. Hai đứa này đúng là cắp ha, cái bà này là cao thủ luôn đó. Nhưng mà bây giờ lại trở thành chị em và đang thiết lập những chương trình tốt hơn. Đó chúng ta có thể gọi ngôn ngữ của sự thật. Một câu lời Chúa nghe không có thuận tai, ác giả ác báo. Chợt trong cái đêm đen đó, cái ngọn đèn kia tưởng là tắt rồi đó thưa anh chị em, ánh sáng lời Chúa đến thắp lại. Và trong cái thắp lại đó, cái đức tin của cái cô này nhận ra cái việc sai trái của mình và kịp thời điều chỉnh. Nhưng mà độc đáo hơn là gì? Cái ngọn đèn đó lại truyền cho hai cái ngọn đèn kia, cho nên nó lại lên đường và bước đi theo Chúa Giêsu. Cách đây ít hôm tôi đến bệnh viện ung bướu, thì ngay chỗ cửa bệnh viện tôi bắt gặp một người bố đang bồng đứa con. Bởi vì tôi thấy anh ta có cái chuỗi, cho nên tôi giới thiệu mình là linh mục. Đứa bé ở trên tay, tôi hỏi bao nhiêu tuổi, anh ta nói khoảng 3 tuổi. Nó khóc, nó bị ung thư thưa anh chị em. Nó đau đớn và nó khóc không thể tưởng được. Nó khóc mà tất cả mọi người đứng trước cửa bệnh viện đều phải quay mặt lại nhìn nó hết. Nó đau và nó thét và nó khóc. Và tôi cũng không chịu nổi, cho nên tôi lại, tôi rờ vào cháu, tôi cúi người xuống trên nó. Với ước muốn là cầu nguyện thôi, thì cái thánh giá mà tôi đeo đó, nó rớt ra. Và nó rớt đúng cái tay đứa bé, và thế là đứa bé nó chụp cái cây thánh giá đó, và nó nắm chặt như thế này, và nó khóc, và nó giữ cái cây thánh giá này, nó khóc. Cái chợt nó nhìn, cái nó khóc tiếp, nó khóc tiếp, cái hồi đó nó nhìn, nó khóc tiếp. Rồi tôi mới hỏi, mà nó cứ giữ cái cổ tôi như thế này, tôi mới hỏi, bố nó nói cái gì vậy? Cha, nó ạ Chúa đó. Bởi vì ở nhà con hay dạy nó ạ Chúa đó. Thưa anh chị em, tôi không cầm được nước mắt.
Và nói trong ngôn ngữ của bài tin mừng ngày hôm nay, khi tôi nhớ lại, thì đó là một đức tin tinh tuyền. Một đức tin mà đi vào các mầu nhiệm người tôi trong đau khổ của Chúa Giêsu. Và trong cái đau khổ đó, một tâm hồn hoàn toàn tinh tuyền đó, không hề một vết nhơ đó, kêu lên một tiếng tuyên xưng: Chúa, à Chúa. Nó đau quá, nó không có kêu Chúa được. Nó chỉ mới có à thôi, mà tôi nghe không có ra cái chữ à, tôi chỉ nghe cái chữ à thôi. Thưa anh chị em, đó là canh tân đức tin đó. Có một đứa bé rất hồn nhiên ở trong tâm hồn của chúng ta, mà bố mẹ sinh ra, mà Đức Chúa Trời đã sinh chúng ta ra nơi bí tích thanh tẩy. Hãy để đứa bé đó nơi tâm hồn của mình kêu lên: Abba, cha ơi. Chúa, à Chúa. Xin Đức Giêsu Kitô chúc lành cho anh chị em, và xin hương thơm của đức tin anh chị em lan tỏa đến mọi người. Amen. Ta to đóng đinh nó vào thập giá, vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô thống thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giêsu rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điều Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vươn miệng đặt lên đầu người. Rồi chúng bái chào người: Vạn tuế đức vua dân Do Thái. Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba. Bản án xử tội người viết rằng: Vua người Do Thái. Bên cạnh người chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hàng những tên phạm pháp. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: Ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Các thực tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau: Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin. Cả những tên cùng đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Nghe vậy một vài người đứng đó liền nói: Kìa, hắn kêu cứu ông Elia. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói: Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không. Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Xin mời cộng đoàn quỳ gối.
Xin mời cộng đoàn đứng. Bức màn chướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là con Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta mừng lễ lá Chúa Giêsu khải hoàng vào thành Jerusalem. Nói hai tiếng khải hoàng nghe có vẻ oai phong, nhưng thật chất Ngài chỉ cưỡi trên một con lừa để đi vào đền thờ Jerusalem mà thôi. Một vị vua mà dân Do Thái ca ngợi khi Ngài vào đền Jerusalem trong một tư thế hết sức khiêm tốn, chẳng có một dáng vẻ gì là một vị vua. Rồi trong bài tin mừng chúng ta lại nghe thấy cuộc thương khó của Chúa Giêsu cũng vị vua ấy. Phi-la-tô hỏi: "Ông là vua sao?" Chúa Giêsu đã khẳng định: "Nhưng Ngài không phải là vị vua ở nơi trần gian này để rồi dùng quyền lực của mình mà thống trị muôn dân. Ngài đến không phải là để làm một cuộc chiến tranh để giành được cho mình một vương quyền trên thế giới này. Nhưng Ngài đến là để dành cho mình không phải là vương quyền, nhưng là tình yêu. Ngài đến để chinh phục chúng ta bằng chính tình yêu của Ngài. Tình yêu của một vị vua đến chỉ vì mạng sống, hay nói đúng hơn, chỉ vì sự sống đời đời của dân của mình. Có vị vua nào có thể quan tâm nhân loại của mình như thế không? Có vị vua nào có thể làm một cách gì đó để cho nhân loại, thần dân của mình có được sự sống vĩnh cửu không? Thưa quý ông bà, anh chị em, dù vị vua nào giỏi mấy đi chăng nữa, có thể làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng cái ông ta không thể thỏa đáng được cho dân đó chính là hạnh phúc vĩnh cửu và sự sống muôn đời. Cho nên Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta đã ban người con một của Ngài, để người con đó đã dùng chính cái chết của mình để đánh đổi lấy, để cứu chuộc nhân loại. Một phương thế mà người đời chẳng ai chấp nhận, chẳng ai có thể hình dung được. Chúa Giêsu chọn cái cách này, một cái chết nhục nhã trên thập giá, để rồi đánh đổi lại sự sống đời đời cho chúng ta. Để bất cứ ai tin vào Người, đi theo Người, vác thập giá mỗi ngày, bước theo Ngài, thì sẽ có được sự sống đời đời. Cho nên nếu như chúng ta bước theo Chúa Giêsu, ca tụng Ngài là vua cõi lòng của mỗi người chúng ta, mà chúng ta chỉ mong mỏi Ngài sẽ làm cho chúng ta được giàu có, được thịnh vượng nơi trần gian này, coi chừng chúng ta đã sai lệch. Bởi vì Ngài sẽ không thể nào đáp ứng cho chúng ta những điều đó đâu. Bởi vì chính cuộc sống của Ngài là minh chứng để cho chúng ta thấy Ngài đến không phải là để sống và làm theo ý của Ngài, nhưng là làm theo ý Đấng Cha đã sai Ngài đến. Cho nên chúng ta thấy trong trình thuật Chúa Giêsu ở trong vườn cây dầu,
Ngài đã thốt lên: xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý cha. Cho nên cuộc sống của những người Kitô hữu chúng ta bước theo Chúa Giêsu cũng vậy: xin đừng theo ý con mà theo ý cha. Mà ý cha là gì? Ý cha là tất cả những gì mà người con đã truyền lại cho chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Chính lời của Ngài mang lại sự sống đời đời cho tất cả chúng ta. Cho nên cuộc thương khó khổ hình của Chúa Giêsu, một cái chết nhục nhã trên thập giá, chúng ta thấy đó là một cái gì đó quá bi đát. Và cuộc đời của mỗi người chúng ta bước theo Chúa cũng phải chấp nhận như vậy. Những đau thương, những nhục nhã chúng ta sẽ đối diện trong cuộc sống. Bởi ai? Bởi những người thân yêu, anh chị em chân dằn của cải, có thể hãm hại nhau. Bạn bè vì một mối lợi nào đó có thể bán đứng nhau. Hay những người hàng xóm của chúng ta có thể sỉ nhục chúng ta bằng lời này lời kia. Chúng ta cũng như Chúa Giêsu vậy thôi, cũng sẽ bị người ta sỉ nhục, bị người ta đánh đập, bị người ta làm đủ trò đủ kiểu hết. Nhưng chỉ cần một điều duy nhất thôi: nếu như chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu như chính cuộc đời của Ngài, vào trong giây phút thương khó ấy, chúng ta đã chết cùng với Chúa Giêsu thế nào thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với người như vậy, và có sự sống muôn đời. Và đây là cái giá rất đắt mà Chúa đánh đổi để ban cho mỗi người chúng ta, đó là sự sống muôn đời. Cho nên hôm nay chúng ta khai mạc tuần thánh. Trong tuần thánh này, giáo hội mời gọi chúng ta bước vào với Chúa Giêsu trong cuộc thương khó của Ngài, để cùng kết hợp với những nỗi đau thương trong cuộc đời mỗi người chúng ta, để dâng lên Chúa, để xin cho cuộc đời của chúng ta cũng được tháp nhập vào thánh giá của Chúa, để những đau đớn mà Chúa đã chịu trong cuộc thương khó trong tuần thánh này, cùng với những đau khó trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, xin dâng lên Chúa tất cả những nỗi niềm đó, để làm sao niềm tin của mỗi người chúng ta trong những lúc đau đớn, những lúc chúng ta bị đau thương phiền muộn, luôn vững bước như chính Chúa, để mỗi người chúng ta can đảm vác thập giá theo Chúa trên con đường tiến về Gôn-gô-tha. Với tất cả tâm tình đó, giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta đứng lên cùng nhau tuyên xưng đức tin.